Cậu làm cái gì vậy? Ủa, đây là cố An Tâm mà. An Tâm là chị thật sao? Đúng lúc quá. Cái cô shipper này nè, chính là con nuôi của Cố Gia bị bỏ rơi đó. Con nuôi hả? Chính là người đã bị trường đuổi học đó sao? Đúng rồi. Nam Hy, hãy bớt nói lại đi. Đây chính là danh thiếp công ty của bạn em đó. Anh nên giúp chị sắp xếp một công việc thật tốt. Không cần đâu, công việc hiện giờ của chị rất tốt. Chị cứ cầm đi. Không cần đâu, cảm ơn mà. Đã sa sút đến mức này rồi còn tự cho mình là thanh cao sao? Người ta thấy cậu đáng thương mới giúp thôi. Đúng là mẹ sinh con không dạy, không có văn hóa tí xíu nào. Gì vậy? Người vô văn hóa như tôi không biết còn làm ra chuyện gì nữa đâu. Tốt nhất cậu ăn nói cho cẩn thận đó. Đi nha. Phải rồi Nam Hy, dự án của bạn trai cậu công ty mình không định đầu tư nữa. Nhờ cậu chuyển lời tới anh ta nha. Cậu vừa mới nói gì vậy? Cố Hình Nhi.